Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là RedHoopDN đây. Và hôm nay Hút sẽ bị chơi một mình. Nhưng mà không sao đâu mọi người ơi. Hút hôm nay tại vì chị Panda với mèo á đang bận đi công chuyện rồi nên Hút mới thừa cơ quay clip một mình nè. Thì hôm nay Hút chơi một mình nhưng mà cũng rất là vui nha mấy bạn. Hút mới kiếm được cái map này rất là vui. Map này có tên là Đừng Để Bị Chon. Thì do cái thằng Chon lên này nó làm ra nè. Thì trong map này á là mình phải vượt qua hết cái thử thách của nó mà không để bị chon. Nếu mình mà bị chon thì mình sẽ chết. Mình sẽ không muốn bị chết đâu mấy bạn ơi. Thì ở đây nó có nhớ chỉ start mà còn để hai dấu chấm than nữa nè, chắc là nguy hiểm lắm mấy bạn ha. Ok, dứt mày luôn mày. Ok, vừa vô map rồi mấy bạn ơi. Vừa vô gì kì, có cái cục cầm máy lóc đây nữa. Ui, tôi có vô lộn map không vậy ta? Sao có cục cầm máy lóc đây nữa? Sao có đá đỏ gì đây? Lộn map rồi hả? À, đúng map rồi mấy bạn ơi. Thì vừa vô, nếu mà cái cửa này mình click vô đây là sẽ hiện cục cầm máy lóc lên. Ok, không phải là tròn. Tiếng gì vậy ta? Ok, thì cái bẫy tròn đầu tiên của cái map này ơi, đó chính là cục cát rớt mấy bạn. Nè, nếu mà mình chạy lên đây thì chắc chắn là cát nó sẽ rớt xuống đúng không ta? Nếu theo Hút biết là vậy. Nhưng mà Hút sẽ không để bị chon đâu. Ok, chạy hết gas á. Hui. Ủa, cát đâu có rớt đâu ta? Ủa, vậy là cái này nó đặt ra nó chon mình rồi. Trời ơi trời, tưởng đâu là mình bị chon không á. Nhìn cọng dây nè mấy bạn ơi. Thấy ghê không? Trời ơi, mày tính chon ta hả? Ủa, dưới dung nham nữa. Nếu mình mà đi qua đây á, cái này nó sẽ sập xuống và mình sẽ rơi vô dưới dung nham mình chết. Nè, Hút sẽ bay qua. Hui. Ồ, bay qua rồi, không bị chon mấy bạn ơi. Ok, đi thôi. Quay, ơi. Cái này là TNT, không được. Ồ, TNT vậy à, game vô cái rương nữa chứ. Nếu mà hàng này nó muốn chon mình á, thì nó sẽ, mình mở cái rương ra là mình sẽ bị nổ TNT này là mình chết. Ok, à, chết cha, không có đường chạy. Dạ sao ta, đứng từ đây mở cái rương được không? TNT này nó nổ lần nào mình cũng chết hết rồi. Mình mở cái rương xong mình nhảy xuống đây được không ta? Ok, mình mở cái rương xong mình nhảy xuống dưới đi là mình sẽ sống. Ủa mà đằng nào mình sẽ chết, nhảy dưới cũng chết. không được mấy bạn ơi. Ok, mở luôn. Hui. Ui. Ủa, tên tây đâu vậy? Ồ, vậy là qua màn rồi mọi người ơi. Cái đó không phải là tròn, cái đó là cánh cổng qua màn đó. Còn giờ sao? Nhìn cái chỗ này sao nó ghê á, tụi nhung nham nhiễu xuống kìa. À, chỉ cần nhảy bắt cua qua đây thôi, nhớ như cái nút đó là sẽ được qua màn đúng không? Ok, đơn giản thì tưởng là chuyện gì khó. Red Hood sẽ làm được hết. Hui. Yes. Dễ ẹt. Mày tưởng là mày đặt ba cái bắt cua sàm đít này mày. Cái gì đắt bắt cua nhảm nhí này mà mày có thể tiêu diệt được tao hả? Hui. Qua màn nè. Ui cái gì vậy? Ai, tao lỡ a. Ô, chết. Ai. Ok. Ê, ủa sao kỳ vậy ta? Sao chưa qua màn vậy? Tưởng vậy là qua màn rồi chứ. Có cánh cổng nó hiện đâu. Ôi, chết. Ôi chạy về. Không được mấy bạn ơi. Trời ơi, mình mà qua bệnh nhánh cái nữa chắc mình còn một máu là chết luôn quá. Giờ cách nào qua màn đây ta? Giờ không có đường nào qua, dưới này là dung nham. Còn bên bển là có cái nút mà nhấn cái là tên lửa đây nó bật ra nó bắn mình. Cách nào qua ta? Cách nào đây? Thôi thử qua cái nữa coi. À, chết luôn rồi xong. Get Hood đã bị chon rồi mấy bạn ơi. Trời, đốt cháy quần áo của tôi luôn rồi kìa. Giờ tôi ở trần ở chuồng luôn rồi, còn quần tà lõn không? Giờ không được, không qua bển được. Giờ có nhung nham ở đây nè. Không lẽ là ở dưới nhung nham này ta, ở dưới nhảy xuống nhung nham có thể nào bị chết không? Ủa cái này có nó sáng hơn bình thường nè mấy bạn thấy không? Cái này nó sáng hơn bình thường này, chắc nhảy xuống nhung nham được á. Hui, nhảy xuống luôn. Ấy, dưới đây có nước mấy bạn ơi. Woo. Ok. À, đây có cái nút nè, chắc nhắn cái nút này sẽ qua màn nè. Trời ơi, mày tưởng mày giấu được Get Hood thằng này. Mày tưởng mày giấu được Get Hood à? Không giấu được đâu. Get Hood sẽ lại nhắn cái này. Ai? À, chết rồi. Ai? Mày tưởng mày giấu được Get Hood à? Không giấu được đâu. Get Hood sẽ lại nhắn cái này. Trời ơi, cho nó còn gì nữa. À, chết gắt rồi. Rồi luôn. Chết mình rồi mấy bạn ơi. Công nhận thằng này nó cho ác thiệt. Ok, vậy mình không xuống dưới được nữa. Vậy mình sẽ ở đâu ta? Ở đâu ta? Cái này thôi, xuống đây thử coi. Lỡ mình có đường khác rồi sao? Mình phải để mấy bạn ơi. Ôi, đây có cái nút nè. Ôi, cái nút. Thử nhấn cái nút rồi. Ôi, cái nút. Ôi, mém được. Ai, bị chon nữa rồi. Ai, chết nữa. Trời ơi trời. Bị chon hoài luôn. Ôi, cái đó nguy hiểm quá vậy. Vậy sao qua màn được ta? Trời ơi, đáng lẽ nhấn cái nút phải qua màn chứ. À, giờ này có miếng đệm nè. Giờ đây có miếng đệm nè bạn. Giờ mà Hút nhắn cái miếng đệm này nhớ chắc nó chon Hút nữa chứ gì. Hút biết mà. Bây giờ mình nhắn vô miếng đệm xong rồi mình chạy thiệt lẹ coi cho nó đừng có sập xuống. Hứ, chạy. Ui, qua màn rồi. Ôi, tưởng đâu nó chon mình nữa chứ. Hên quá mấy bạn ơi. Cái này gì đây? Vô cánh cổng này. Nhắn vào tôi nè. Bên này nhắn vào tôi mới đúng. Ủa, vậy là giờ tao nhắn thằng nào? Nhắn vào tôi nè. Không, nhắn vào tôi nè. Ủa cái này là nhắn vào dưới cuối, nhắn vào ai? Cái này là nhắn vào ai? Thôi mình chọn nhắn vào thằng màu xanh này đi, tại vì mình thấy thằng này đầu tiên. Trời đất ơi, chết rồi. Trời ơi trời, bị chôn mấy bạn ơi. À thì ra nhắn vào mày là sẽ chết, vậy tao nhắn vào thằng này. Ủa cũng chết, chết quá vậy ta. Vậy nhắn vào ai? Tôi phải tin tưởng ai đây? Trời ơi trời, nhắn vào thằng nào cũng chết hết.
Ông chơi gì coi có nút nhát khác nào nhắn không? Nhắn vào là mình chết liền á. Nhắn vào nữa, nhắn vào. Ôi, nó mở cánh cổng nè. Nhắn vào nó một lần nữa là nó sẽ mở cánh cổng á nha mấy bạn. Ok, mình sẽ vô cánh cổng này. Đi đường này. Không, đi đường này mới đúng. Ồ, vậy rốt cuộc đi đường nào? À, hồi nãy á, là cái này nó nói đi đường này mới đúng giống như bên kia nè. Vậy là mình phải chọn đi cái đường đúng nè. Nó nói cái đường mà không đi đường này mới đúng á. Đi vô. Ủa, đúng rồi nè, chưa, mình đâu có chết đâu. Đó, mình đã tin tưởng đó là mình sẽ sống mấy bạn ơi. Ok, đi xuống đây, cái cầu thang này dẫn đi đâu vậy? Đừng nói dẫn về nữa nha, dẫn về nữa là chết luôn á. Trời ơi trời, giống cho đi lên xong đi về quá vậy. Trời, mình bị trên rồi mấy bạn ơi. Nó đi lên xong bắt mình để đi về. Bây giờ nó chỉ đi đường này. Không, đi đường này mới đúng. Ủa giờ rốt cuộc tôi phải đi đường nào ta? Đi đường nào trời? Trời, giờ mình đi đường này nữa là mình sẽ quanh trở lại nữa đó. Ủa phải đúng rồi, quanh trở lại thôi, mình đi đường này thử coi. Giờ mình sẽ tin tưởng cái hàng màu cam nha, mình đi đường này nha. Hui, hui, hui. Trời con rồi. Ai, tức quá. Ồ, bị trôn hoài luôn. Ui, tức thiệt. Ok. Ủa? Ở dưới này nó. Này, à, mình qua màn rồi nè. Free bug là cái gì? Tiền miễn phí hả? Ui, cái này là gì? Sao tối thùi vậy? Thôi, ghê quá. Lỡ dưới mày cho tao bằng quá vật dưới là sao? Sao tao dám xuống được? Thấy gớm quá sao dám xuống? Cái gì dưới vậy? Có cái nút dưới kìa. Có khi nào dưới có mà không ta? Thì ghê thiệt á. Lỡ nó trôn mình là sao? Nó nhẹ nó hù mình là sao ta? Ok, xuống luôn nha mọi người. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị xuống nha. Ôi, chuẩn bị rồi. Ủa? Ủa, xuống dưới là xuống địa ngục nè. Trời ơi, ghê thiệt. Xuống một cái là xuống tới địa ngục luôn. Ok, đây có cái cục màu vàng gì nè. Cái này nó kêu mình nhét một cái nút vào cái này. Đã, gắn cái nút vào đây là đặng qua màn. Ok. Nhấn vào cái nút đó đặng qua màn. Ồ ôi. Ok, nó kêu mình bắt cua. Ok, dễ thôi. Hui, hui. Trời ơi, mấy cái bắt cua này làm khó được gì Red Hood. Đó. Trời ơi. Đó, bắt cua dễ ẹt luôn. Đó, bắt cua hay chưa? Hui, trèo lên đây. Đó, bài qua nè. Ồ, giờ mình phải nhảy xuống dưới mấy bạn ơi. Nhảy xuống dưới. Ok. Để mình nhảy xuống dưới hay là mình nhảy lên cái cục đó ta? Nhảy cái cục đó sao nhảy nổi? Thôi chắc mình nhảy lên cục này đi. Cái cục này nè, cục này thì dễ nhảy hơn. Hui. Ui. Rồi xong, chết luôn. Trời ơi trời, chết tôi rồi. Trời ơi, bắt cua lại thôi. Trời ơi, bắt cua gì khó quá ta. Mình a rồi chết nữa rồi. A. Trời ơi, khó thiệt á, cái map này đúng chon luôn mọi người ơi, chon thiệt, chon luôn á. Ồ, bây giờ mình sẽ không để nó chon mình nữa, giờ mình lọt dưới nữa. Hui. Trời ơi, còn nửa máu. Mém chết bà con. Hên quá còn sống. Ok, mình còn hai máu à. Cái này mà đụng là chắc chết luôn quá. Ý, còn rồi, còn hai máu. Ok. Phải ráng sống mọi người ơi. Cái này. Hít. Mém té cái băng này nó trơn lắm bà con ơi. Té chết. Ok. Ơi, chết tôi rồi. Rồi xong luôn, chết tôi rồi. Trời còn hai máu à, mình phải nhảy qua bển thôi mấy bạn ơi, không là chết luôn quá. Yes, nhảy lên được rồi. Nhảy lên. Hít. Rồi, chuẩn bị tới. Hít. Đó, đây, cái nút là nhất định phải nằm trong đây nè mọi người ơi. Yes, thấy mấy bạn thấy cái nút bắt cua hay không? Bắt cua cả vô tới đây luôn. Mở ra, đây, một quyển sách này chắc là chỉ ra cái nút nè. Mày không cần phải bất ngờ đâu. Cái map này nó là như vậy. Đừng để bị troll mà đúng không? Cái nút nó ở trên đầu của mày suốt thời gian qua. Ủa, cái nút để trên đầu mình hả? Trên đầu mình có thấy cái nút nào đâu ta? Ủa, cái nút để trên đầu mình hả? Ủa, cái nút nào trên đầu mình? Đây có cái nút nào đâu? Ủa? À, cái nút nó nằm trên đây nè. Nó nằm trên đầu mình thiệt mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Ủa sao nó nhét được cái nút lên đây vậy? Làm cho nãy giờ mình đi kiếm cái nút muốn chết luôn. Ê nhà, cái nút nó nằm trong đầu mình á. Trời ơi. Giờ sao ta? Giờ không lẽ sao bắt cua về được đây? Giờ làm gì bắt cua về được? Có nước chết về á. Trời ơi rồi. Bị chôn nữa rồi. Trời, cái thằng này nó đúng chôn ác thiệt luôn á. Thôi tự tử. Woo. Chết rồi. Ok. Lấy cái nút trên đầu xuống nè. Nó. Trời ơi trời. Nó chôn mình bằng cái nút nhét trên đầu. Coi đã đời không? Làm thì mình bắt cua muốn chết luôn á. Ủa cái gì đây? Ủa có nước đây mà, cái này đâu có đường đào đâu. Ui đào ra được mấy bạn ơi. Ủa không đào được. Ồ thì ra là mình phải xuống đây nè. Xuống đây đào kim cương hả? Nhiệm vụ kỳ này là đào kim cương hả? Đào deep here là đi xuống nước này hả? Lặn xuống đây hả? Bỏ cái này là cái máy lọc kim cương hả? À lọc cái này được không? Thôi đừng quăng vô mất công hư nữa. Đào xong rồi chắc kiếm cái gì đặng chung vô này nè. Đó, đặng chung vô trong đây có cái nút, đặng chung vô trong cái cửa này nè. Ok, bắt đầu mình đi đào xuống đây ha, đi xuống nước này nó. Trời ơi, này giống mai chát sinh tồn hay đi đào kim cương dễ muốn chết cái gì. Ui, có 7. Ủa, không phải 7. Trời ơi, cái này không phải 7 là cái gì? Trời ơi, cái này là 7 rồi mấy bạn ơi. Cái này mà mình mà đập cục kim cương này ra là hai cái khối TNT này nó rớt xuống lửa nè. Là nó nổ banh xác mình luôn á. Ủa, cái gì trên đầu vậy ta?
Tả ơi, tôi bọc sừng hay nào vậy? Cái này là cái sừng của cái sừng nhìn cho nhìn bắt buộc nó gắn ở đầu mình cho mình nhìn ngu ngu chơi vậy đó mấy bạn ơi. Hút bọc sừng rồi, chết cha, tôi là con kỳ lân hả? Ú, tôi là con kỳ lân, ủi vô gốc cây. Ủi vô gốc cây. Tôi là con kỳ lân. Ok, mình không phải con kỳ lân đâu nha. Mình là Red Hood mà. Ok, mày không thể nào chôn tôi được đâu. Bây giờ mình phải làm sao ta? Đào ra thì nó sẽ rớt xuống và nó nổ mình chết. À, chắc thằng này nó không có để mình bị chôn đâu. Ui, chạy 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 nổ 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 nổ. Ủa, sao chưa nổ ta? Ủa, sao chưa nổ mọi người ơi? Cái này nó bị gì rồi? Nó chưa có nổ. Thằng này nó không có chôn mình rồi. Mình đập ra nhẹ nó không có nổ nè. Ok, mình vẫn còn sống hên quá. Dù gì nó cũng không nổ đi, chứ nó mà nổ chắc là banh giành đích mình rồi. Mình không còn đường nào đi về gặp mèo luôn á. Thôi, bơi lên đây, bơi lên đây. Bơi lên, kỳ lân, lội ngược dòng nước. Cái này chắc lên bỏ vô cái máy lọc kim cương này chứ đâu. Cái này chưa có cái nút luôn, chắc bỏ vô máy lọc kim cương mình mới mở cái cửa được hay gì đó. Đây rồi, máy lọc kim cương. Tiếng gì vậy? Ô, được cái cần gạt rồi nè. Ok, ok, đi xuống đây, đi xuống đây. Trùng xuống, trùng xuống, trùng xuống, trùng xuống. Ồ, cái gì đây? Vô kho, vô hòm kho báu, vô phòng có chứa kho báu. Còn cái này là phòng dữ liệu, phòng máy tính hả? Ok, mình muốn vô phòng kho báu đi. Dù gì phòng kho báu cũng thích hơn. Ồ, trong đó có cần gạt kìa. Còn trong đây thì có cái gì? Không thấy cái gì hết mấy bạn ơi. Thôi, có đường vô, có đường vô. Thôi, mình vô phòng kho báu đi. Có gì mình lấy được nhiều vàng, nhiều kim cương gì cho mèo. Hui. Trời ơi, kho báu đúng là tham thì tham mà. Trời, nó troll mình rồi mấy bạn ơi. Bước vô phòng kho báu cái là chết liền luôn á. Biết vậy nãy vô cái phòng kia đi. Trời ơi, tự nhiên chung vô phòng kho báo chi cho chết tại. Giờ vô phòng kho báo là chết đó, thử chọi cái này lên coi. Ai cũng chết à. Hy vọng là không chết nữa đi mấy bạn ơi. Quăng cái đó là mình nghịch ngu rồi. Vô cái phòng đó là sẽ chết. Còn vô cái phòng này hả? Ok, vô được nè. Ồ, cái phòng này là phòng bơm máy bơm nước. Ôi, nó có máy bơm nước nè. Chung vô đây thử. Ủa, vô đây có cái gì đây? Máy bơm nước hả? Bơm nước, bơm lên. Bơm lên. Rồi chạy ra thử có gì không. Ôi, nó bơm kim cương về kìa. Wow, đã thiệt. Ôi, cái máy lọc kim cương, đã thiệt. Ủa, trong máy chat mà có cái máy này mấy bạn có thích không? Máy lọc kim cương kìa nè, mấy bạn nhìn nè. Ủa, nó lọc kim cương về quá trời luôn kìa. Đã thiệt á. Ủa, giờ mình chạy về coi, chắc là chạy vô phòng kho báo được rồi nè. Ủa, vô kho thử coi, nãy giờ phòng kho báo chết rồi. Ờ, giống số này là gì vậy? Vô kho này chắc lấy kim cương này chứ đâu. À, chắc nãy giờ kim cương lọc được chảy vô đây nè mấy bạn. Mình có thể thấy này, mấy cái ống này nè, mà mấy cái ống đặng dẫn kim cương vô hơn cái rương này đúng không? Ai? Trời, có một viên kim cương mà tôi phải chết hả? Trời, à, trôn rồi. Ai chết nữa? Ồ, trời ơi, qua map mới rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Ủa, cái gì thằng cha nào đây? Thằng cha nào mà xịt lửa vậy? Trời ơi, trong mặt quá trời. Trời, tôi bị chóng rồi. Ê, ê. Rồi, cái màn này nó bắt mình phải đưa cúp sắt để đổi lấy cái xô. À, mình có cúp sắt đây nè. Lấy cái cúp sắt này. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chóng mặt quá. Phải. À, con bò, dắt sữa uống vô đặng hết chóng mặt mấy bạn ơi. Dắt sữa uống vô. Ú, hên quá, hết chóng mặt rồi. Ú. Con bò. Dắt sữa vô. Sữa này để làm gì ta? À, trời đánh nó. Trời. Dắt sữa con bò bị trời đánh đó, trời ơi. Ủa, giờ tôi đang ở đâu vậy ta? Đang ở đâu vậy? Ui, công an. Ủa, công an mày làm gì ta? Ủa, cái này mình đang ở đâu vậy? Giấy này là đưa cho người chuyển tiền, đưa cho bang này, đưa cho cái gì đây, thằng đưa cho thằng cha nào đây? Ê, anh bang teller này đưa cho này đúng không? Rồi, anh chuyển tiền giúp tôi. Ủa, sao không chuyển tiền cho mình ta? Nè, đưa cho anh cha này nè, rồi chuyển tiền giúp tôi đi. Đưa bản đồ đổi lấy ngọc lục bảo. À, đưa bản đồ đổi lấy ngọc lục bảo nè. Xong, ngọc lục bảo nè. Rồi, giờ làm gì nữa? Giờ tôi đưa ngọc lục bảo cho anh nha. Nè, ngọc lục bảo nè. Ủa, chê ngọc lục bảo à, không lấy ngọc lục bảo hả? À. Chắc bỏ vô đây quá. Ui, cảnh sát tới. Ui, cảnh sát tới. Tiếng còi cảnh sát quá trời luôn. Ui, cái gì vậy, Ui, không lẽ cảnh sát tới vô đây bắt mình ta? Ui, không được. Ui, tôi đầu hú. Ui, đừng bắt tôi mà. Rồi, xong luôn ba, cảnh sát muốn bắt mình luôn rồi. Rồi, giờ em muốn bắt tôi đâu. Rồi, giờ tôi lên xe nha. Rồi, xong, lên xe đi tù rồi mấy bạn ơi. trời ơi, nó chơi mình tới mức vào tù luôn rồi. Ủa, mà cái gì đây? Đến giờ ăn tối rồi, hãy đi ăn tối và uống cà phê đi. Ok, đóng cửa tù lại mấy bạn ơi. À, thằng này tính trốn tù à. Nè, trốn tù mình bạn ơi. À, mày đổi ba mày bóp giấy lấy ngọc lục bảo rồi. Thôi, tao không dám lấy ngọc lục bảo nữa đâu. Tao lấy ngọc lục bảo bắt tao bỏ tù nữa. Đóng cửa này nhốt tụi bay lại hết. Này là gì đây? Cu tài là cây tù á mấy bạn. Thằng này là cây tù nha. Ồ, có đường này nè, chạy ra thử coi. Ôi, không được mấy bạn ơi, chạy ra không được. Ôi, cây tù này nó màu đỏ luôn. Này lính gác luôn. Lấy thang đổi ngọc lục bảo. Ủa, lính gác mà cũng bẹt đổi ngọc lục bảo trong đây nữa hả?
trong đây có ai đổi cỏ không, có ai đổi hủ tiếu được không, có ai đổi bánh mì không, trời ơi. Rồi rồi tới giờ ăn tối rồi, cà phê đi. Rồi, rồi tới giờ ăn tối rồi nha mọi người ơi, cà phê đi. Cái Tù ơi, cho miếng cà phê đi. Ủa, mấy thằng này giang hồ quá vậy ơi. Con này nó bị mắt màu tím luôn nè, chắc này bị ai giọng bầm mấy con mắt rồi. Ui, con này có mặt thẹo luôn nè, cái ghê thiệt. Ôi, con này nó còn đeo khẩu trang, đeo mắt kiến đen trong này nữa nè. Ui, mấy này cây Tù thiệt mấy bạn ơi. Cái này là cái rươm đồ ăn hả? Ok, lấy đồ ăn ra. Miếng thịt lạ, với lại trây, trây là miếng cái kia. À, cái miếng này là dùng để cho mình dặm, mình chung ra khỏi Tù mấy bạn. À, được rồi, mình ăn đi. Nhâm. Ui, thằng này cầm dao tính lợi lụi mình thấy gì vậy? Ui, ôi, đặt lên đây chạy ra. Ui, chạy. Ok, vô đây rồi. Khó rồi mấy bạn ơi. Vô đây mình trốn nó đi. Mắc công nó lấy cây dao nó lụi. Ui, nó đang quýnh lộn với lại cây Tù đó thì. Ai, chết rồi. Ui, sao chú chết rồi ta? Đang ở đâu đây? Cái này đang ở đâu vậy? Ủa, này giống trong lớp học vậy ta? Đúng không? Lớp học nè, có hình cái búa nè. Ui, vô trường rồi. Ôi, tôi ra khỏi trường rồi, yes. Sống rồi. Thì bây giờ mình tới phòng gì đây? Phòng trophy. Phòng này là phòng phần thưởng nè. Cái trophy nào hãy tìm đi và bắt quả thu. À, cái này là phải tìm quả thu. Cái game Rector trophy. À, chắc đây là trophy đầu tiên nè. Là mình có cái trophy tên là cuốn sách đúng không? Còn cái thứ hai là fire trophy là cái kim cương nè. Cái thứ ba là hacker hole trophy là cái chai nước đúng không? Thứ tư là cái miếng thịt nè. Thứ năm là cái xô, đúng rồi. Rồi, mình đặt hết mấy cái trophy vô rồi nè. Có chuyện gì xảy ra không? Cái này có chuyện gì xảy ra ta? Cái phòng gì đây? Hoàn thành hả? Phòng này tên là lấy điểm. Điểm tôi là nhiêu? Nếu mà chơi từ 5 tới 8 điểm là không thể nào bị troll. Còn từ 9 tới 11 điểm là cũng khá lắm. Còn mà bị troll từ 2 tới 14 lần là dễ bị troll. Còn 15 điểm là bị ngu. Trời, hút bị troll 19 lần. Không lẽ hút cực kỳ là đần độn hả ta? Ủa, mình sao mình dễ bị troll như vậy? Mình biên này nó troll quá trời luôn rồi. Trời ơi trời, điểm của mình là 19 điểm luôn rồi. Thôi kệ, hoàn thành thử thách rồi. Ok, mình đã hoàn thành thử thách. Không để bị troll rồi. Thật ra mình bị troll quá trời luôn. 18 năm nay mà bị troll quá trời. Chịu gì nổi, trời ơi trời. Bị troll tới mức sắp mặt luôn mấy bạn ơi. Nhưng mà không sao, miễn là có clip hay cho mấy bạn xem là được rồi. Thì cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Và nếu bạn yêu thích thì để lại cho Hút một like, một subscribe nha. Hôm nay Hút bị troll quá trời rồi.